Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đang có mặt tại đây để làm lễ thượng cờ. Và lễ thượng cờ kết thúc. Cờ Việt Nam Cuba đã chính thức bay lên và hội sách của chúng ta đã thực sự bắt đầu. Chị đã lên xe rồi. Tôi Việt Nam đã bay ở trên này. Tình cảm hữu nghị Việt Nam Cuba rất là tuyệt vời. Những quan chức của Cuba và Việt Nam nó có mặt ở đây đúng 10 giờ sáng để làm lễ thượng cờ. Rất tuyệt vời. Với các quan chức của hai nước. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.